Hello các bạn. Thời gian qua thì Kinh Mèo Hay có chia sẻ một số các cái mẹo về tính nhẩm rồi làm toán sao cho nó hiệu quả. Thì qua đó một số khán giả cũng đã đề nghị Kinh hướng dẫn và là giúp cho các cháu nhỏ nó học toán sao cho nó hiệu quả. Hôm nay Kinh Mèo Hay xin phép chia sẻ một cái phương pháp học toán rất là hiện đại mà tất cả các nước văn minh như là Anh, Pháp, Nhật, Úc, vân vân, người ta đều dùng để dạy trẻ em. Thì cái phương pháp này gọi là phương pháp finger math. Finger là ngón tay, math, mathematical là toán học. Thì phương pháp này có rất nhiều ưu việt. Nó chỉ dùng hai bàn tay thôi. Đó, và nó giúp trẻ là giải quyết tất cả các cái phép tính cộng trừ từ 0 cho đến 99. Và đặc điểm của cái phương pháp học toán này á, là nó giúp tính toán rất nhanh chuẩn, giúp trẻ vừa học vừa chơi, không cần que tính, vì trên hai bàn tay nó đã có sẵn tới 99 cái que tính ở trên đó rồi. Đó, thì nếu thông thường vào lớp mẫu giáo 5 tuổi thì các cháu sẽ được làm quen với các chữ số, đến khi vào lớp 1 thì các cháu bắt đầu học là toán, tới khi kết thúc lớp 1 thì các cháu làm thuần thục các phép toán cộng trừ trong phạm vi 100. Trước đây á, chương trình cũ á, là học tới 10 nhưng mà từ sau cải cách mới nhất đến nay thì các cháu đã làm toán cộng trừ trong phạm vi 100. Đó, còn nếu chúng ta áp dụng cái này thì chúng ta có thể giúp các cháu học toán từ lúc 3 tuổi. Đó cũng là lý do mà nhiều người gọi cái dạng toán finger math này là cái dạng phương pháp học toán ở nhà. Đó, và nếu phụ huynh nắm cái phương pháp này để dạy cho các cháu 3 tuổi đó thì các cháu sẽ có một cái nền tảng toán rất là vững chắc khi bước vào mẫu giáo và lớp 1. Hôm nay Kinh Mèo Hay xin chia sẻ trước cái quy tắc của bàn tay phải khi mà học toán finger math. Nếu dùng một cái bàn tay phải thì các cháu có thể cộng trừ thuần thục ở trong phạm vi 10, từ 1 tới 10 chỉ cần một bàn tay phải thôi. Đó, còn nếu dùng cả hai bàn tay thì các cháu có thể làm thuần thục các cái phép tính cộng trừ ở trong phạm vi là từ 0 tới 99. Nghĩa là các cháu thừa sức làm các phép tính cộng trừ trong sách toán lớp 1. Thì quy ước như sau. Trên bàn tay này nè, ngón trỏ được quy ước là số 1. Đây là số 2, ngón giữa là số 2. Ngón áp út là số 3, ngón út là số 4 và ngón cái là số 5. Nó có một cái quy định. Khi đếm tới số 5 thì tất cả các ngón từ 1 tới 4 phải xếp vào. Sau tiếp tục ngón cái và ngón trỏ, đây là 5, đây là 1 là thành số 6. Đây là 2, 5 với 2 là thành số 7. 5 với 3 là số 8 và 5 với 4 là số 9. Như vậy, bước đầu quan trọng nhất của việc học toán là chúng ta giúp các cháu đếm được 1 tới 9 trên bàn tay phải. Đó. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ví dụ có phép toán 1 cộng 2. Trước hết các cháu đưa ra số 1. Và cộng 2 thì các cháu sẽ đếm thêm hai đơn vị nữa. 1 cộng 1 cộng 2. Và kết quả các cháu sẽ có 3. Như vậy 1 cộng 2 bằng 3. Đó. Hoặc là phép toán 2 cộng 3. Đây. Đó, trước hết các cháu sẽ đưa hai ngón tay ra trước và bây giờ cộng thêm 3. Các cháu sẽ đếm thêm 3 đơn vị. Ví dụ đây là 1, đây là 2 và đây là 3. Khi đưa ngón cái ra thì bốn ngón kia xếp lại và như vậy kết quả là bằng 5. Đó, kết quả bằng 5. Rồi tương tự như vậy. Khi các cháu học phép trừ. Ví dụ 4 trừ 2. Các cháu sẽ đưa ra bốn ngón trước và trừ 1 thì các cháu phải đếm từ bên bên phải qua trừ 1 trừ 2, kết quả còn lại là 2. Đó, ví như vậy thì chúng ta rút ra cho thêm cho các cháu một nguyên tắc thứ hai, đó là đối với tính cộng thì chúng ta đếm thêm ngón tay phía bên phải, còn đối với tính trừ thì chúng ta bớt ngón tay từ phía bên phải qua. Đó, chứ không phải bớt bớt bên trái ra, không phải bốn vậy mà bớt một là bớt ngón này rồi bớt hai bớt ngón này,
thì ra kết quả để đọc không được. Đó thì kết quả còn lại chúng ta không biết cái số này là số mấy luôn á. Đó thì cái nguyên tắc thứ hai là như vậy. Như vậy chúng ta nhớ, nguyên tắc thứ nhất là khi đếm đến 5, ngón cái sờ ra thì tất cả các ngón còn lại là khép vào. Còn nguyên tắc thứ hai là khi làm toán cộng thêm vào thì chúng ta thêm lần lượt các cái ngón tay bên phải, và khi trừ ra thì cũng trừ các cái ngón tay bên phải trước. Rồi bây giờ tiếp theo là các cái phép tính của các cái số lớn hơn 5. Ví dụ 2 cộng 4. Trước hết các cháu đưa ra 2 nè. Và bắt đầu các cháu đếm tiếp nè. Cộng thêm 4 nè. 1, 2, 3, 4. Như vậy rõ ràng đây có kết quả là 6. 5 với 1 là 6. Đó. Hoặc là bây giờ 4 cộng với 4 là bằng bao nhiêu? Thì 4, các cháu đưa ngón tay, 4 ngón tay ra trước. Đó, tiếp theo thì các cháu đếm nè. 1, 2, 3, 4. Tức là cộng thêm 4 nữa đó. Thì nó bằng 8, 5, 6, 7, 8. Bây giờ có phép tính 7 trừ 4 thì bằng bao nhiêu? Thì trước hết các cháu đưa ra 7. 5, 6, 7 nè. Đó. Thì bây giờ thứ nhất là trừ 1 khép vô một ngón, trừ 2 khép vô một ngón, trừ 3 khép vô một ngón. Khi ngón cái khép vô thì 4 ngón kia còn lại nó sẽ ra. Và tiếp theo là trừ 4, đây còn 3. Như vậy là 7 trừ 4 thì còn 3. Đã như vậy thì với việc vận dụng cái bàn tay phải thành thạo thì các cháu cộng trừ được trong phạm vi 10 một cách thuần thục. Rồi, trong thực tế toán học của lớp 1 hiện nay nó có nhiều dạng toán lắm, nhưng mà trong đó cái dạng toán trắc nghiệm này là cực kỳ quan trọng. Nó theo các cháu từ lớp 1 cho tới lớp 12 sau này luôn, toàn là phải làm trắc nghiệm thôi. Người ta cho một cái đề như vậy và người ta bắt chọn kết quả trong cái A, B, C, D này, kết quả nào là đúng với phép tính này. Một bài kiểm tra nó gồm rất nhiều cái bài dạng này, mà đặt phép tính hay dùng que đếm thì có chừng hết giờ đó mà không giải được cái mấy bài đó. Còn những cháu mà thuần thục finger math thì ba cái này là quá đơn giản, quá dễ rồi. 5, đây 5. Bây giờ trừ 1, để trừ 1 thì khép này vô thì 4 kia xòe ra. Tiếp theo trừ 2 nè, khép ngón út lại, trừ 3 nè, trừ 4 nè. Rồi bắt đầu cộng 2, cộng thêm 1 nè, cộng thêm 2. Như vậy bằng 3. 3 và các cháu chọn được ngay là kết quả là D. Đây là một cái dạng toán rất phổ biến ở toàn bộ cái chương trình phổ thông mới, từ lớp 1 cho tới lớp 12 luôn. Tất cả các cháu phải làm dạng toán trắc nghiệm này rất là nhiều. Và không phải chỉ môn toán mà tất cả môn lý, hóa, sinh, văn học đủ v.v. đều làm dạng toán trắc nghiệm đó hết. Rồi một cái dạng toán thứ hai mà ở lớp các cái lớp tiểu học vẫn thường xuyên gặp, đó là cái dạng toán đặc tính rồi tính. Ví dụ như người ta cho là 7 trừ 2, 3 cộng 6, 9 trừ 3. Đó thì thông thường cái dạng toán này là rất phổ biến. Ở lớp 1 thì các em chỉ có đặc tính vô thôi, 7 trừ 2 gạch ngang rồi tính. Rồi đếm đây, đến đây thì các em bỏ bút ra và lôi que tính ra đếm. Đếm ra 7, 7 rồi trừ 2 thì bằng 5. Tức là giải quyết cũng theo cái phương pháp mà chính thống ở lớp 1 là sử dụng bó que tính. Còn nếu không thì các em nó dùng cái bàn tay này nó xử lý vẫn tốt, đâu có gì đâu. Phải không ạ? Đây, 7 trừ 1 trừ 2 bằng 5 và các em viết luôn. Đâu có cần phải móc que tính ra làm chi. Tại vì kết quả nó vẫn không đổi. Cho nên nếu những em được trang bị cái phương pháp học toán finger math từ nhỏ, từ 3 tuổi thì lên lớp 1, lớp 2 rồi đây, các em giải quyết mấy bài toán này là như gió. Rồi, video hôm nay xin phép kết thúc ở đây. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ Kinh Mèo Hay trong thời gian qua. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.